Ở cát ba này có mấy bãi tắm rồi anh? Bãi 1, bãi 2 với bãi Tùng, cái gì Tùng ấy nhỉ? Tùng Thu và bãi 3. Ngày xưa chưa bãi Tùng Thu luôn, mới. Trong bãi Tùng Thu quá lâu rồi nhưng nó mới mở được đấy. Cứ bãi Tùng Thu... Chưa bãi tắm luôn. Ờ, bãi Tùng Thu nó trước kia gọi là bãi đấy thôi, chung cải tạo. Mở đường ra để chú đảo nó cải tạo luôn. Đây là biển luôn gì nữa? Đâu biển ở dưới. Nó còn từ đây ra xuống còn 3-4 tầng nữa mà. Chú Tư tầng nào anh? À, Ba Linh Gâu Đại Lải. Còn Đại Lải, Ba Linh Gâu. Ui đẹp nhỉ. Đẹp chưa? Đây là căn nhà nó thuê. Nó bán. Nó có hơn chục tầng mà, khoảng 13-14 tầng gì đấy. Cái này á, 17 tầng. 17 tầng. Một tòa này thấp nhất là 17 tầng. Và trong kia là 20 tầng và 22 tầng. Nó bán thì tầm bao tiền cái này? Nó bán giá khởi điểm của nó 1 tỷ và 1 tỷ rưỡi. Nhưng bây giờ thì không có, bây giờ không có. Nhưng nó bán giá khởi điểm nó khác. Còn người ta muốn bán lại thì bán trong nội bộ nó cũng đấy. Nó treo định giá bên ngoài là đầu tiên nó chưa xây dựng nó bán 1 tỷ và 1 tỷ rưỡi. Làm gì ấy nhỉ? Bây giờ á, lắm 6 tỷ. Mua căn rồi, cuối tuần lên được. À, nó chỉ để cho mình cuối tuần ở thôi, hoặc là tháng mình ở mấy ngày thôi. Rồi, khắc là bao nhiêu đi được mà ở suốt thôi. Nó còn đâu là nó cho mình cho nó thuê lại, nó kinh doanh. Nghĩa là nếu mà nó kinh doanh được, thì nó trả lãi cho mình. Nó lấy lại 10% tiền trong một cái lãi suất. Còn nếu như nó không kinh doanh được, nó giả mình theo lãi ngân hàng. Nhưng mà mình không lỗ, không vào lỗ. Mình nghĩ là lạ. Mình không mua được. Mua thì mua được.
Tên là bài nào bác? Bài 3. Đây bài 3. Bài 3 luôn. Đẹp đấy. Đẹp. Nó chắc nó phải chụp mấy một đêm. Chú ơi, cái gì xò đây thì bao tiền một phòng của chú? Năm triệu tám là một đêm hay một ngày hay là một ngày ấy. Một ngày một đêm. 2-4 tiếng ngủ rồi. Ra đây sống rồi không muốn về đất liền đâu bác nhỉ? Ngay chỗ nào bác xảy ra gì? Cái đường đấy lên lai 1, lên lai 2, Thiên Vinh rồi là ấy nó cứ nhiều. Cái đường đấy toàn xảy ra thôi. Ai mua chip đây? Ai mua chip đây? Cho em xem, đây là cái nhà khách của con Cuba này, to tướng này, cao ngất này, đấy, bộ đội đấy. Nó nghỉ miễn phí mà. Ừ. Thật mà. Cái mà chứng minh thư bộ đội ra thôi đúng không anh? Ừ.